phao lắc nhá. Úi dồi, phao này. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi. Úi, phao lắc anh em ơi. Úi dồi, hàng hàng. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi. Úi, phao lắc anh em ơi. Úi dồi, hàng hàng. Hàng to, hàng to. Úi, chép 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 cụ anh em ơi. Úi dồi. Chưa rồi, đóng gốc cây anh em ơi. Úi, phao lắc con chép to quá. Úi, chết bỏ mẹ rồi. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi, chép to anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Cấm dãy. Đồ câu lục phương thảo phích sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Vâng, hello, xin chào 500 em quay trở lại phương thảo phích sinh. Thì hôm nay là đầu xuân năm mới anh em ạ. Trời nó rét quá, hôm nay nó nhiệt độ có 13 độ. Hôm nay ngày 13 dương lịch thì phải. Mà rét em vẫn đi khai xuân thử phát xem tình hình thế nào. Lâu rồi không đi đánh. Từ trong năm đến giờ không đi đánh phát nào anh em ạ. Rét kinh khủng luôn. Nhà chung là lâu không đánh, cảm giác tay chân nó ngứa ngáy lắm này. Lại quyết định phải ra đi quất phát xem tình hình thế nào. Rét thật anh em ạ. Cá này nói chung là một rét này nó chẳng ăn mấy đâu. Nhưng mà cứ sướng lên thì lại đi thôi. Cứ thích là đi thôi. Ồ, đây hơi ngắn nhỉ. Rét kinh khủng luôn. Em vừa phi sang đây mất hơn tiếng. Phà đò sao quá, đợt này dịch, mặc dù đợt này dịch nhưng mà phà đò vẫn chạy, vẫn còn xong đi câu được. Bên đây là bên Quảng Yên anh em nhé. Quảng Yên. Ngày xưa là không sang đâu, đợt này hết dịch tễ người ta mới cho đi. Làm tín lục cho nó đầu xuân năm mới, làm tín lục cho nó an tâm anh em ạ. Nhiều anh em cứ em đánh đài, mà đánh đài thì em đánh nó không chuyên, mà đánh đài em hãi lắm, hãi móm. Mình đi đánh lục thì nó quen này, kiểu như là nó hay được cá nó quen này anh em ạ. Rồi đánh đài thì sẽ móm này. Đánh cây cần siêu xịn luôn. Cần này đánh không cần vợt các bác ạ. Cứ vậy múc là kéo. À, điểm mà nói chung là tương đối đẹp đấy anh em ạ. Tuyệt vời đấy. À, anh em nhìn này, những giọt nước sương buổi sáng hãy còn đọng trên này. Nhiều chưa? Đến giọt sương. Nước hôm nay nó cũng ấy lắm anh em ạ. Sông phẳng đấy. Bèo. Điểm thì chung là tương đối là đẹp anh em ạ. Ui các bác, vừa cá nó quậy ngay ở cái góc chân bèo đấy anh em kìa. Khả năng đi trong cái bụi trong kia đánh, quậy ngay ở cái góc kia anh em kìa. Đấy, coi nhìn hai nó động nước này, vào đấy đánh là hợp lý đấy. Bắt ngàn luôn. Đi ở chỗ trong này anh em nhé. Đẹp chưa anh em này. Wow. Và tím. Toàn cây dại. Cái này nhiều anh em trên TikTok bây giờ thấy cái đào gốc về làm bonsai trông rất là đẹp.
đây những cái cây này anh em này. Cây này thấy trên TikTok mấy anh em cứ đào lên về làm bonsai đấy, đập thôi rồi luôn. Này chỉ có bờ đê mới có, kiểu như trâu bò nó ăn đấy, nó gặm hết xong bắt đầu thân ở dưới nước phình ra nhìn trông rất đẹp. Cả cây này nữa anh em này, đấy đào cái gốc này về làm bonsai tuyệt vời luôn. Trâu bò nó cắn thì bắt đầu gốc cứ phình ra trông rất là đẹp nhé. Phảo nhấp anh em. Úi giời. Thế nó trượt nhỉ? Nó thấy nháy quả tương đối ok thế mà trượt nhỉ. Cá mú này khó nhai đấy. Này chắc cá rô phi con nó cắn anh em, nháy nháy kiểu vớ vẩn. Nhặt phát khai xuân vậy. Đóng hộp cũng căng chứ. Hơi lại có vướng quá anh em ạ. Đấy, vào chỗ này hợp lý này. Đấy. Nó vừa tụt phát anh em ạ. Nháy cái. Cá mùa đông này nó ăn rất là buồn cười, nó tỉa rất vớ vẩn nhé. Chỉ nháy một cái thôi. Phao lắc nhỉ. Ui ôi phao này. Đây rồi anh em ơi. Ui ôi. Ui phao lắc, phao lắc anh em ơi. Ui ôi hang hang. Đây rồi anh em ơi. Ui ôi. Ui phao lắc, phao lắc anh em ơi. Ui ôi hang hang. Hàng to, hàng to. Ui, chép 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 cụ anh em ơi. Ui, chưa rồi, đóng có cây anh em ơi. Ui, phào phào lắc con chép to quá. Ui, chưa bỏ mẹ rồi. Đóng có cây rồi. À, kéo lên rồi anh em ơi. Ui, chép to anh em ơi. Ai. Wow, kéo to quá anh em ơi. Phê chưa. Nó đóng vào gốc cây mất rồi. Rồi ra. Ôi, phê anh em ơi này. To chưa? Nó hơi mím mím phát, đóng phát trên luôn. Chỉ đầu đang mắc vào gốc. À, giờ phải kéo cám sáu ra anh em ơi. Cám sáu ra gốc cây này, không à. À, phải con này to quá. Này em không có vợt, các bác ở dưới này nó sâu quá. Đây là mắc gốc cây này. Ui. Ai à. Chết rồi anh em ạ, quả này phải cẩu thôi. Nó mắc gốc cây không cẩu được anh em ạ. Mày này, chết rồi nhé. Cầm dây kéo vào. Rồi cầm dây. Rồi, cầm dây kéo này vào cái cây, cái này không có cái cây này em cẩu đi ngay anh em ạ. Nó mắc vào cây lặng lắm. Kể quá. Rồi, vút lại anh em ạ. Mày ra đây. Nó đóng vào đống cái cây, còn to. Ui, to lắm anh em ạ. À. Mắc đống này kia. To quá anh em ơi. Đó. Lên. Ôi, mày cỏ ngay luôn. Ui, đâu chứ rồi.
Ui chết rồi anh ơi, cấu lên mà nó lại thụt kia mất rồi. Ui nó dậy vào lưỡi. Lưỡi nó mang. Nhưng mà nó vẫn đang đóng ở cái gốc cây anh em ạ. Đến giữa này anh nhá. Cấu lên đây vào gốc cây này nó bong ra mất. Chập to anh em ạ. Nó bước vào đây nó vẫn còn anh em ơi. Không mất được. Ui. Mất rồi. Ui mất rồi anh em ơi. Đàn quá. Ui đàn quá tụt được mất anh ơi. Cẩu cái vứt đây nó tụt. Ui giời ơi. Lưỡi nó mắc của đấy nó dãy toạc thịt rơi mất rồi. Ui con này to luôn anh em ạ. Phí thế. Tiếc thật anh em ạ. To đã màn luôn. Tiếc quá. Nó đang ở trong kia mà nhìn nhấc lên em mẹ nhấc nó này. Kể ra nhấc cao lên tí nó đẹp anh em ạ. Mình nhấc hơi thấp. Nhấc hơi thấp nó tụt kia cái nó buông cái cây cái nó bong lưỡi ra. Phí thế mà còn có nhận được còn chép to thật. Đúng rồi. Nắm cái này thế. Mắc tí xia cả. Cá thì không đóng. Nhưng không sao, được còn ấy cũng sướng lắm anh em ạ. Phải thật đấy. Chép cụ luôn. Nào tiếp mồi xuống anh em nhé. Cần này khỏe nhất cái cẩu luôn. Cần này nó khỏe anh em ạ, nhớ cái giống cái cẩu ấy đi ngay. Mỗi tội nó mắc vào mấy cây thì sợ nó vướng nó toạc thì thôi. Còn số hên đấy. Rồi mất tiêu con cá anh em, nó tụt đây tụt cho chui đến kia mất. Tiếc thế không biết. Cái bờ này nó rốc nữa. Đây anh em nhìn xuống kia là nó là nước luôn anh em ạ. Nó tụt cá bầm kia mất, đèn thật đấy. Chẹp tỏ thế, tiếc đã màn luôn anh em ạ. Mãi được còn mất. Được còn chẹp đấy giờ động quá cá nó không vào nữa anh em ạ. Phí quá. Hôm nay đàn như chó anh em ạ, đi bước chân nào ra không biết, được con cá rơi đến đây mất, phí thế không biết. Chợt bớt con cá buồn quá anh em ạ, làm tí bánh ạ. Buồn ơi là buồn. Mãi được con thì con đấy mất quả hơi ngu anh em ạ. Cậu thấy rồi em cứ nghĩ là lên tới bờ chắc ăn rồi nè. Để nó tụt xuống dưới mất. Làm tí cơm cháy ăn trưa anh em ạ. Ngon lắm. Câu cạo nói chung là hôm được hôm không. Nhưng hôm nay được con chép em thấy rất là ok rồi. Mỗi tội là nó hơi phí, nó rơi phát phí quá. Còn đấy phải 3 cân anh em ạ. To bật vã luôn. Em thấy hôm nay mua cái cơm cháy ăn ngon hơn cái cơm cháy bình thường em mua các bạn. Ăn này nó giòn kinh khủng mà nó điềm đạm vừa tầm. Ngon thật.
đây rồi anh em ơi. Ui, chết to anh em ơi. Đây rồi. Cấm dãy, cấm dãy. Ui, chết to anh em ơi. Ui, rồi. Ui, con này bự, con này bự. Anh em thấy lý quả đẹp không? Mày cầu cầu lên anh em nhé. Phải phê quá, này phải phải cầu cầu cầu. Anh em nhìn phê không? À, khó nhìn đâu, bự chưa? À, đấy thôi. Ôi, bự nhau ơi. Được rồi, ai à. Để bự hai tay. Xuống đây anh em ơi. Phết anh em ạ. À, cho nó nằm kia để nó sống rồi. Ngon luôn anh em ạ. Con đồng đang lấy mật này anh em này. Mật hoa đấy, ấy sẽ bay.